Bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết, chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Nó em bảo là thôi em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Chắc có lẽ là đặt để từ kiếp Đúng trước rồi. rồi. Sau cái ôm đó. Sữa Lấp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Một người thân quen của tôi, một người em của tôi. Đây đây, để anh, để anh, để anh. Em ngồi đi. Cẩn thận ghế nghiêng nha. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi, em quê ở Bình Định ạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Ha? Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi, thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Ha? Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu. Thì do là không có đến được với nhau, thì trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022, thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook. Thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em, thì em thấy rất là xúc động. Vợ em có chia sẻ là em đã biết anh từ năm 2019 rồi. Lúc mà em đang gặp được anh, em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Vậy vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đang về chàng trai đó. Và lúc đó em lấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên. Ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào? Và mình phải vượt qua nó như thế nào? Với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó. Nhưng mà người như thế rồi, người ta có một người nào đồng hành cùng hay không? Thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi? Thì em tò mò. Nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiêu, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại anh là em vội vàng em là kiếm cho mình được chồng mình. Và xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thì có ra không. Nhưng vô tình lại hiện anh lên. Mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm. Mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài. Cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Hơn sau là chồng em phản hồi. Với em thì lúc đó em vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác.
Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài. Thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Lúc đó em chưa không biết là bạn ở Nhật đâu. Ừ. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu? Rồi hiện tại làm công việc gì? Thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi. Lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì trước khi mà về về Việt Nam ấy, thì em có nói chuyện với Thương. Lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau ấy. Em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh ấy, thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh ấy, thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là em không muốn đau thêm một lần nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái, có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Xong rồi mẹ em im lặng. 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không? Nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Gia đình em thì cái ngày hôm đó như thế nào? Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái. Ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê đem bác xe lên thăm thăm chồng em. Thì lúc em rất là sợ. Tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì khi đó em lên thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi gì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Cho đến lúc gặp mẹ thì dạ. Sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Dạ. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền, đúng không? Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về á. Có em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Là coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, đúng không? Không ạ, Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn. Rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói là thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như đã kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng. Có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ.
Dạ. Ừ. Có nghĩa là Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của dạ. của Khánh á. Dạ. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Dạ, đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Dạ, đúng rồi. Đấy là sao là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Dạ. Sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới, mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới và em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Thấy vợ như công chúa dạ, luôn dạ. Ấy. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, người dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Dạ. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt em lại không có quần. Khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh. Bởi vì là khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa là câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Thì đó là hôm nay là hạnh phúc của các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Mối tình này đẹp quá. Không có muốn qua cái trang 2 đó. Không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà... như thế nào đi nữa nó cũng phải có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Nói về tật xấu thì chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì mệt quá không thể đi tắm nổi, sẽ lười tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn. Đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì không đời quá đi. Chồng em hay nhõng nhẽo nữa. Về là nhõng nhẽo. Mệt lùi cái là bắt đầu có thể lấy canh chanh không chơi, giờ anh đi không nổi nữa rồi, quá mệt rồi, anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em cũng phải chịu thôi. Em ép buộc phải đi lấy canh lâu cho chồng em rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lâu. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc vết thương bị đau quá. Bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Em rất là sợ
chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi, em có thể cùng anh cố gắng được, em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho Mỹ mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Không. Cưng dễ sợ. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, có nghĩa là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Phải chưa xuất hiện. Vì vợ em chưa quen với cái việc mà livestream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh chị là bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con nữa, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, kiểu như cứng đầu ấy. Không chịu đâu. Không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Tại vì lo cho em á. Lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thực sự mà nói luôn á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Cảm rồi. Ơn tụi em rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai em. Dạ. Dạ, chào anh chị. Em chào anh Quốc Thần với chị Hồng Vân. Hai bạn này cái giọng nói là chắc không phải là người ở Sài Gòn rồi. Dạ không ạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ từ Bình Thuận ạ. Hai vợ chồng cùng ở Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Và các bạn mới lên đây? Dạ em lên đây hồi trưa hôm qua. Trước tiên thì là thay mặt cho tất cả ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn, xin cho một tràng pháo tay. Bây giờ xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ em Trần Thị Thùy Linh, năm nay em 31 tuổi. Em buôn bán thuốc tây anh. Dạ, con em là Đinh Thanh Hồ, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp thì làm nông. Em mà không giới thiệu em là nông dân không ai biết, đúng không? Nông dân nhưng mà là cụ thể là làm công việc gì? Trên nương thì rẫy, điều, rẫy ruộng, tiêu, ao cá, còn ngoài đồng thì có lúa không ạ? Là em làm hết luôn? Làm hết luôn? Dạ, mình anh làm. Trời ơi, lần đầu tiên chương trình của mình là được gọi là có một chú rể là thuần nông á. Thuần nông đó. Bây giờ mình đoán đi, mình đoán sao mà gặp nhau ta. Dạ đoán. Cái này bán thuốc tây. Anh này anh có làm. Anh này anh cuốc đất xong rồi á. Bị cảm. Anh bị móng tay bị cảm. Cuốc vô cái móng chân. Trời ơi. Rồi tới đi mua thuốc. Thuốc. Cô này xót ruột quá, băng giùm luôn. Băng giùm luôn, trong lúc băng á thì bốn ánh mắt nhìn nhau. Không, nhìn gì, bà này nhìn vô cái chân. Ông này cũng nhìn vô cái chân. Hai cái đầu cùng nhau. Từ đó tình cảm nảy sinh. Đánh cái quất lên bài Romeo và Juliet. Dạ, dạ em bình yên hơn chứ. Vậy hả? Dạ. Tụi em gặp nhau cũng tình cờ lắm, chứ không phải như anh chị đoán lãng mạn mà. Xưa giờ em chỉ tặng vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi. Bông hồng hả? Anh cậu lãng mạn duy nhất thôi. Là lúc đang yêu thôi. Còn gặp nhau thì em với vợ em là chơi thanh từ một đám bạn hồi đang học cấp 3. Là quen nhau là từ hồi trẻ trâu đó phải không? Dạ, hồi mà tắm mưa chưa biết ngại á. Mà lúc đó đã thích nhau chưa hay là sau này dạ, lớn chưa. Lên mới em cảm mới tình. Quen 8 tháng rồi mới cưới được 8 tháng thôi. Còn trước đó là tôi với ông ta mày. Dạ. Có nghĩa là tình bạn phát triển thành tình yêu. Dạ đúng rồi. Do là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau thôi.
hai ngôi sao cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi, mấy đứa nó cũng xúi là ê, trong đám con trai còn mày, đám gái còn con này thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Thế nói ê, vậy mình thử có được không? Thế đứa nói mày mà lấy tao cho mày cặp đám cưới. Còn cái người nói nếu có thách hai đứa mày lấy nhau á, tao cho đám đất. Rồi người nói tao cho đám ruộng. Vậy nói ê, tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng rồi thành... hai chia tay. Là thành ra từ lúc cưới tới bây giờ là ông này không có đám đất với đám ruộng. Dạ không có gì dạ, hết. Không có gì hết. Rồi trong 8 tháng yêu nhau thì vui không? Có ghen tuông rồi có. Dạ em thì chỉ có chống lại mấy cái thế lực bên ngoài thôi. Là mấy cái cô mà theo anh từ trước tới giờ cũng vẫn còn làm phiền vậy á. Ảnh đào hoa dữ vậy đó dạ. Hả? Rồi em chống lại bằng cách nào? Dạ chủ yếu là người ta nhắn tin thì em lấy điện thoại em nhắn lại khủng thôi. Bố không à? Người ta nói ủa sao chị là vợ anh hả? Nói không, mình là người yêu thôi, nhưng mà trước sau vẫn cưới, trước sau gì cũng là vợ. Thì kêu là chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ. Cái em nhắn là con người mình phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Mà cái người đó có gia đình rồi, mà nói chung ở trên Facebook thôi. Người ta nhắn tin, người ta rủ lên Bình Dương, là lên ngủ với em ở khách sạn rồi này nọ. Chồng em nó đi về quê rồi vậy đó. Nghĩa là chưa gặp nhau bao giờ hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó làm hết chưa? Dạ chồng em thì không có gì. Cho nên em dẹp loạn dòng rồi em xong để em dẹp loạn bên kia dễ em. Dẹp loạn 12 số nguyên. Anh hỏi nè, bây giờ tụi em đã có một cái quá trình là bạn bè với nhau quá là thân thiết. 13 năm. 13 năm lận dạ. Nghĩa là quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới nhau về thì có vỡ mộng gì không? Tật xấu gì dạ. Của vợ dạ. Tật của vợ em là bắt được đài nào á, chuyện gì cũng cho ra hết luôn. Cái tật đó em không biết đâu phải không? Dạ. Ai vào mua hàng cái gì mà ngồi nói chuyện lại thấy thân 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 lại kể hết. Nói chuyện bà dễ con tin. Hàng xóm đâu là nói banh nước rồi. Dạ. Giống như em dễ tin lắm, thấy người ta thân thiện lắm kể hết trơn à. Nhưng mà khi người ta đi kể lại thì vấn đề nó lại khác. Nãy giờ em thấy anh với chị Vân có thân thiện chưa? Nếu mà chưa kể hết thì tối nay chúng ta gặp ăn bộ bía uống nước mía và tâm sự cho anh nghe. Dễ lắm à, còn gì nữa không? Vợ em có tật là hay tức em á, hay giận em á. Là không dùng bạo lực gì không. Mở cửa phòng mà thấy em đang nằm coi tivi xe cái lông chanh em lại nhức trời, bức lông chanh hả? Dạ, lông chanh mà em thấy cái cọng nào mà nó xoay, dài nó lòng quăng để lại dịch cái điện trời đau lắm luôn á. Dạ. Cái hai là chụp nhột. Mà em có sợ nhột không? Cái chịu dạ, đựng nhột của em thì không chịu tài mấy, chỉ chịu đau thôi. Có lúc thì vợ em chụp nhột đó, em đạp vào góc tủ á, bực mình em đuổi về. À, thôi ra dắt xe về nhà mẹ ngủ đi, không chịu nổi rồi. Ồ, tức là đuổi về luôn. Tức quá. Thì tức kìa, nói thà làm gì làm, đập hay là đánh gì làm đâu cái rồi thôi. Chứ đừng chọc nhột cách đêm ai chịu nổi. Đó, ngon em đấm đi, ông gồng cơ lên. Em đập ổng, em đau tay chứ anh thua gì. Ờ, còn tật xấu gì chồng muốn kể của vợ nữa không? Tật xấu của vợ thì nhiều quá. Đâu ví dụ thêm cái nữa đi. Cái nào mà em bực mình nhất á. Bán thuốc mà không có khách ở cái lên Facebook nói chuyện ta lạ mình đó. Nói chuyện con trai con gái nói đủ thứ. Nói với con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn? Gái ăn trai nhiều hơn. Em đâu chơi bên gái nhiều đâu. Toàn nói chuyện với con trai không à. Tức không? Không tức nhưng mà em hơi ghen. Ai ghen hơn? Ai cũng ghen nhưng mà mỗi người ghen cách khác nhau. Em ghen là chủ yếu quan sát là chính thôi, em coi bên kia như thế nào đã rồi em mới ra tay chứ. Còn anh này ghen sao? Cũng im vậy á. Ghen nhẹ nhàng thôi chứ không có ào ào. Em ghen nhẹ nhàng nhưng một lúc nào đó em mà ghen lên em nói thẳng. Tại vợ em hay nhắn tin nói chuyện với người yêu cũ có, người yêu không cũ có. Miễn sao là có con trai mà nhắn tin là bà trả lời liền à. Trả lời liền đúng không? Còn em thì mấy mối tình bồ cũ của em thì hồi xưa thì giờ có dám đâu. Bà loạn dẹp đâu hết rồi. Nè chị hỏi nè, tụi em có thực sự hiểu nhau chưa? Hiểu nhau thì được 70-80 thôi. Còn có những cái em vẫn không biết. Nhiều khi chồng em nghĩ gì trong lòng em không bao giờ biết được. Phải không? Ít khi mà nói ra đó. Chồng thì sao? Chồng có cảm giác là đã hiểu hết về vợ chưa? Em thì cũng hiểu 70%. Hồi xưa từ là bạn thân chuyển sang cái giai đoạn yêu nó ngắn quá, chưa kịp mà tìm hiểu được bao nhiêu á. Lúc nào cũng nghĩ là bạn không à, chứ chưa nghĩ là người vợ. Có khi nào tụi em có cảm giác là mình nó bị lẫn lộn giữa cái là tình yêu với tình bạn chứ? Thời gian đầu thì hai đứa giống như nó nghĩ là không thể tin được là hai đứa mình đã lấy nhau. À, vẫn còn. Dạ, nghĩ điều đó nó không có phải là sự thật vậy. Tại vì cái ký ức về tuổi thơ nó dạ. quá nhiều và quá lâu, dạ. 13 năm chứ. Dạ, đúng rồi. Còn đây là mới có 8 tháng để mà chuẩn bị cho cái dạ. việc mà về sống chung với nhau. Phía sau nãy chị hỏi là tụi em có bị ngộ nhận giữa tình bạn với tình yêu không? Là vì cái cách mà em với chồng em á, hiện giờ vẫn như là hai đứa bạn. Cái thú vui của em khi mà em hành hạ bạn này á bằng cách nhổ lông chân vẫn là một cái trò con nít mà từ hồi xưa đó. Đó cho nên rằng á là chị hỏi như vậy để chị hiểu, để mà chị
chị góp ý một chút xíu. Mình phải xác định rằng á, bây giờ mình là một người vợ rồi, chứ không phải là một người bạn trẻ trâu của chồng mình nữa. Ví dụ những cái gì mà chồng mình không thích thì mình có thể bỏ. Tại vì sao? Từ trước mình đã biết chồng mình là một người hiền lành ở trong nhóm, một người ít nói, một người điềm tĩnh. Đúng không? Điềm tĩnh. Thì còn mình là một cô bé cá tính như vậy, thì hai người cho đến khi lấy nhau vẫn giữ được những cái nét từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Nhưng khi mà đã lấy nhau rồi, hai cái tính cách đó mà ở gần nhau, khi mà tụi em không biết mài đi á, để cho nó hòa quyện với nhau, thì nó sẽ thành một cái đối kháng, một cái xung đột không đáng có. Thì bây giờ theo chị là như vậy nè, mình phải thuần hóa dần dần, mình phải xác định mình là vợ đó, chứ không phải là ngày xưa là một người bạn của chồng mình như ngày xưa nữa. Thì những cái gì chồng mình cảm thấy không thích thì mình bớt đi, còn những gì mà anh thích thì mình phát huy lên. Ví dụ nhiều vậy. Rồi hả chị? Thì nhiều rồi, nhưng mà đi. Chồng em vẫn còn mong muốn em bớt. Thì chị nghĩ là em nên bớt, đúng không? Đó, tại vì thực sự thì chị cảm nhận về chồng của em á, ảnh là nghề nông, nhưng mà tính cách của ảnh hoàn toàn không phải là tính cách của một người nông dân, giống như là một người trầm tư, một cái kỹ sư về nghề nông thì đúng hơn. Đó, cho nên, lắm chị. Ừ đó, cho nên rằng là chị thấy á, đã có những lúc em thốt lên là có đôi khi em ngồi em suy nghĩ là anh nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Dạ, không biết nữa. Thì là bởi vì sao? Em chưa tạo được cái điều để anh mở ra. Có những vấn đề á, ví dụ như liên quan đến gia đình hay là những cái việc mà ông định làm là ông tự suy nghĩ thôi. Thì đó, có nghĩa là bây giờ sao? Cái vai trò của người vợ là gì? Vai trò của người vợ là mình phải biến cái nhà của mình thành chung. Và mình phải tiếp cận, mình phải hiểu được chồng mình thực sự muốn cái gì, cần cái gì. Sau này còn thấy con mình nữa. Đúng không? Người ta nói người vợ là cái bếp lò là vậy đó. Em cố gắng đi, em cố gắng em bớt cái tôi của mình lại một chút xíu. Đó thì chị góp ý như vậy. Còn cái chuyện mà em cảm thấy là sửa chữa hay không, đó là tùy em. Chị rất là có cảm tình với bạn này. Bạn hiền quá, và bạn nếu mà tiếp lên nữa em phải học thêm. Thích mày mò lắm chị về ơi. Kỹ sư tại á em. Xưa nhà không có điều kiện á nên nghỉ sớm. Chị nghĩ là em sẽ phát triển. Em thích nghề điện tử, mấy cái điện tử, máy móc, mấy cái dụng dụng gia đình, điện đoài đài thì em bây sẽ giờ làm. Về có thể là học thêm em, tu luyện thêm em, nâng cấp lên. Đúng yeah. Rồi. Biết đâu chừng lần sau anh gặp lại không, chừng đây sẽ là một kỹ sư hồ. Rồi, cảm ơn hai em. Đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên của ngày hôm nay, để biết họ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì, mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, mến chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Văn Hoàng, em sinh 1986. Là nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay em 36 tuổi. Bây giờ nhìn tôi với chị Dân nè, chị ngoài đó. Dạ. Rồi em... giờ giới thiệu lại một cái nữa nha, cho nó trơn tru trót lọt nha. 2, 3, lại. Dạ, em tên Nguyễn Văn Hoàng, em sinh 1986, 36 tuổi. Tuổi sự... cọp. Tuổi cọp luôn. Dạ. Thực sự là em rất là trẻ luôn đó. Dạ. Đúng dạ, không? 36 tuổi. 36 mà 36 sinh năm 86 tuổi. Đúng không? Thì là 36 tuổi. 36 tuổi mà vậy anh 37 tuổi em thấy anh không? Đó. Công việc gì? Dạ. Nhà ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế, em nhà quận 4. Quận 4 hay hả? Dạ. Mình là tài xế cho xe của mình hay là trong một công ty nào đó? Dạ, em chạy xe tải. Xe tải chạy. Dạ. Dữ lắm ha. Giải nắng dầm sương. Bê máy. Dạ, B2. B2 đúng không? Dạ. Xe tải mà có khi nào mà chạy tuyến Bắc Nam không? Dạ, em chạy ở trong Sài Gòn. Trong Sài Gòn đó. Ồ, dạ. Gì đó. Chạy giao hàng. Đúng không? Chứ Bắc Nam là mệt lắm nha. Rồi, dạ, xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ, em là Nguyễn Thị Phương, năm nay 31 tuổi. À, dạ, Phương em là... lớn lên nghe Phương. Rồi, công việc Phương là gì? Dạ, em đang làm sale bên tài chính. Sale bên tài chính. Dạ. Phương cũng trẻ nữa, 31 tuổi. Trẻ quá luôn á, thiệt á. Nói chung là tụi em là trẻ hơn anh luôn á, nha. Anh rồi. Là duyên dáng luôn á. Hai em bây giờ kể cho anh với chị Dân nghe coi là lần đầu tiên rồi anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau như thế nào? Em kể trước à? Ai kể được? À, cái bạn này hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á, ôi sao đẹp gái quá, cái mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen,
đó con lướt lâu lâu á, cái thấy được cái bạn đó mở quán, bạn đó mở quán cà phê mình tưởng gần đây, mà ai ngờ dưới Bình Dương lận. Hồi lỡ thích rồi phải xuống Bình Dương uống, mình xuống dưới luôn, ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Ghê vậy luôn. Ủa mà lúc đó là em đi xe tải xuống em muốn hay là em đi xe máy? Dạ lúc đó chưa có làm tài xế đó chứ. Mà đi xe Honda xuống. Em đi với bạn em xuống, đi với hai đứa à. Mà sao quán lớn không này? Quán cũng mở cũng rộng lắm á, quán cũng rộng lắm á. Đó xuống ngồi thì cổ có mở giống như kiểu hát với nhau đồ á anh. Mà nước ngon lắm, làm nước ngon lắm. Làm nước ngon hả? Sao em xuống uống cà phê hay là uống nước em uống nước trái cây. Ôi. Em phải nước dầu. Sao muốn cà phê mà uống nước trái cây vậy? Dạ. Tại em không biết uống cà phê, em sợ nó ép tim đó. Người đẹp mà pha cà phê ngon nữa, đúng không? Dạ. Ủa pha nước ngon nữa. Ừ, thường ngon. Là mình tài xế mà là dàn, mình dàn karaoke hay lắm anh chị. Hát muốn hát hoài luôn á, dành mic của người ta luôn á. Sợ bao lâu rồi, bao lâu rồi cưng? Dạ, năm 2016. Chuyện xảy ra là cũng lâu rồi chứ hả? 6 năm. 5 năm. Nhiều phương. Đúng rồi, 2016. 2021, 2016. 2016 là cũng 5 năm rồi. Nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Xuống để ý cô này. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi đúng không? Thôi. Nhưng mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Dạ, lúc cũng chưa nói chuyện luôn. Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên. Nói chuyện đầu tiên á là em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. Giả bộ nói anh quên rồi, thật sự xuống đi đâu. Anh quên rồi cái em mới xuống, em giả bộ. Cái em nói cái bạn đó mới nói là ở Hòa Lệ gì vậy á. Cái em mới search Google Map Hòa Lệ là nào, ở đâu. Cái em chạy xuống luôn. Em chạy xuống ngay quán cà phê luôn, nhìn thấy mẻ. Trời ơi, ở ngoài mẻ còn đẹp hơn trên hình nữa. Nhìn thấy con mẻ. Trời. Mẻ đẹp hơn trên hình. Mẻ đẹp hơn trên hình nữa. Trời ơi, nhìn thấy nhỏ, ôi nhỏ ngon vậy. Cái ngồi karaoke rồi thì cũng hát vài bài rồi cũng biết vậy thôi, mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Bây giờ thôi bây giờ lần chả ngưng lại xíu. Bây giờ nè, lần đầu tiên gặp mẹ là mẹ đẹp hơn trong ở ngoài hình. Nữa đẹp còn hơn bây giờ em nữa. Lần đầu tiên em gặp thằng chả thì em thấy làm sao? Dạ em thấy đổi đi uống cà phê á, mà uống đổi cái món nó kết lụp sụp y giống như là sát thủ vậy đó. Không, kiểu như là dân ăn cướp hay là ăn trộm đó, đó sát thủ đó. Dạ. Cứ thấy em mà đi xuống á, lúc đó em mà đi xuống á là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Mà em không hiểu sao được, bảo khách gì kỳ á. Chắc nghĩa hay là đó em nghĩa đó. Nghĩa. Sụp gì để mới nghĩa được chứ. Em còn nghĩ là nếu mà không phải khách là chắc ta đổi ra ngoài luôn. Mà vô uống nước là được hát karaoke vậy hả? Dạ. Hát karaoke, hát với nhau luôn á anh. Mà buổi tối hay buổi sáng? Dạ, lúc đó buổi chiều, buổi một chiều. Ngày mưa gió tầm tã luôn á. Nhưng mà lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Dễ gì cho biết. Cho biết lộn sao? Không biết. Rồi thời gian đó là một tuần vậy em xuống mấy ngày? Dạ, em chỉ xuống thỉnh thoảng thôi, tại vì cũng xa á chị. Xa mà. Đúng rồi, mà với lại cũng chưa biết nhau mà. Thành phố mới là từ đây mình xuống dưới cầu cả tiếng á em ạ. Hơn một tiếng, tiếng mấy luôn đúng hơn không? Hơn chị, dạ, 2 rồi. Tiếng à. Đi mà đi xe máy khoảng 2 tiếng. 40 cây á chị, 45 cây á. Nhưng mà đã xuống dưới mà thấy đẹp nữa, mà pha nước ngon nữa. Rồi hát là dàn karaoke hay nữa chắc chắn là xuống hoài, xuống hoài luôn. Đúng rồi, xuống bao lâu làm quen luôn dính nè. Giống như có xin gom vậy anh, nó dính á. Cái xuống Nhưng mà chị hỏi chi tiết này nè. Sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là tương tư liền. Tương tư là đương nhiên rồi đó. Nhưng mà trên Facebook á em có mí ra là anh đã chính xác luôn chị, đúng tâm lý luôn á. Đúng không? Làm thơ liền đó. Làm thơ luôn, làm thơ tát ba vô đúng không? Mà không em không nghĩ mà tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Em còn nhớ một vài câu trong cái bài thơ đó không? Trong máy điện thoại Facebook không? Lâu rồi. Mà nói về giống như một tả một cảnh một cơn mưa đó, có một cái người lữ khách đó đi xuống thì kia họ tình cảm lắm. Đó rồi em có được trả lời không? Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình, rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá. Mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ nữa. Ôi bồ sao, bồ sao. Bồ sao? Đẹp trai lắm nha. Nếu mà anh chị mà biết Kim Thành Vũ á. Biết trai Kim Thành Vũ luôn á. Bạn Lưu Đức Hoa đó. Dạ. Mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á. Trời ơi. Ủa nhưng mà bao lâu thì em mới đang biết là cái tiểu sử của cổ dạ. Là có bạn trai.
sau này mới biết. Sau này biết không? Bây giờ theo dõi Facebook rồi mình cũng như người mình thích á anh. Mình hay vô á, mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai cũ luôn. Đẹp trai lắm, cao ráo như đẹp hơn Kim Thành Vũ luôn. Trời ơi. Rồi nhưng mà em có từ bỏ cái ý định đó không, hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ cho bằng được? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu mà cô gái này đẹp quá, đẹp thì quá. Có nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt, hoặc là giống như là có cái tiêu chuẩn hiện đại trong cuộc sống á, đầy đủ hiện đại trong cuộc sống, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi, là mình làm bạn, mình tự ti đúng không? Mình chấp nhận là tình đơn phương. Tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Thế mình nghĩ là thôi kệ, mình sau lưng của đó mình vui vẻ rồi cũng được. Ví dụ như cô đó cần cái gì chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự giống như chi kỷ vậy. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho chỗ chia tay đúng không? Ở sau tâm lý luôn á. Đúng không? Tâm lý luôn. Tâm lý quá. Ai ngờ giống như trời thương. Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn. Trời ơi. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Trùng khớp với bé luôn. Trùng khớp với bé luôn. Sao vậy? Sao mẹ chia tay với Kim Thành Vũ vậy? Dạ chắc do yêu xa. Dạ cái anh đó là ở nước ngoài đúng không? Dạ không, nói chung là cũng hay đi xa nên không có quen được. Tại vì em cũng lúc đó là anh cũng quen được mới có hơn gần một năm thôi. Nhưng mà xa quá. Yêu xa quá cho nên thôi chia tay. Không biết phải yêu xa không hay là gặp đây á. Gặp đây giống như đúng gu hay sao. Đâu có. Kim Thành gì hả chứ Kim Thành Tinh chứ không phải Kim Thành Vũ. Không phải. Kim Thành Vũ gặp Quách Phú Thành. Luôn. Dữ chưa khác nhiều liền. Nhiều khi là người ta lại không thích cái nét của Kim Thành Vũ mà lại thích nét Quách Phú Thành, nó gần gũi hơn. Đúng rồi, Kim Thành Vũ mặc hơi lạnh đúng không? Anh Thành anh nhảy đẹp mà anh dễ thương mà anh nhiệt tình lắm nên là anh này đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà em chia tay là bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Dạ bạn này á thì tâm lý bạn á mà hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Cho nên em biết, em vô mang ủi, em gợi mở cô nói là mình đọc nghe em. Cái mùi là biết rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó là em có bồ chưa? Dạ lúc đó thì tài xế nhiều bồ lắm á nghe. Không, với lại mặt này đẹp trai nữa thì chắc chắn em phải có bồ rồi. Mà nói chuyện có duyên nữa. Dạ. Yeah. Có bồ, hình như đang có bồ. Hình như đang quen bé kia. 18 tuổi hay nhiều. Ừ. Ủa, 18 tuổi luôn hả anh Thành? Con bé đó nó có biết em ngày xuống Bình Dương không? Vậy gì cho biết được. Nhưng mà chắc sau chương trình là chắc biết. Ngay thời điểm đó luôn, 2016. Ngay cột mốc luôn. Nhưng mà em có bồ rồi mà em lại tia cái cô này nữa là sao em? Bắt cá nhiều tay. Cảm xúc khó nói quá. Đẹp quá đúng không? Bắt cá lắm. Quyến rũ quá anh. Làm như Thành xinh gơm luôn, dính hoài. Rồi sao nè? Sau đó là thấy được cổ viết những cái status mùi mẫn trên Facebook là gọi như là nghe có mùi là chia tay rồi, lúc đó là tấn công đúng không? Dạ. Rồi em giải quyết cái cô bạn gái không em có dám anh ơi, không có dám. Theo kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Giống như mình nghĩ á, mình trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp. Với lại con nói toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi không mà. Nhưng mà rồi sao em bây giờ em đến với trái tim mình cổ âm thầm sao? Thôi mình âm thầm mình giống như là mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhưng mà rồi cô bạn gái em sao? Dạ cô bạn gái em thì chắc cũng quen 1-2 năm sau chia tay. Đó, cái cũng đi chơi chung rồi cũng bước qua nhiều giai đoạn lắm rồi cũng rồi xong rồi cũng nhờ em xuống em uống cà phê vậy á, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Em nhìn cái dĩa ha, cái dĩa này sao? Cái dĩa đó. Trời chắc nào muốn dĩa quá. Nghe nè, phải chia tay bạn dù trai. Dù buôn bán gì đừng có mời em thì có mở hàng là chết luôn á. Trời ơi, chương trình bị luôn á. Chương trình nó như là khán giả coi tới đây chắc nó bị tụt cảm xúc rồi. Tại vì thấy một người đàn ông như duyên dáng đẹp trai mà nặng muốn dĩa. Mà đâu trách em được đúng không? Cái đó duyên số quá. Kệ em thôi chứ giờ sao? Rồi bởi vậy đúng rồi chị. Rồi giờ sau này chia tay rồi dẹp quán nữa. À, lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở. Rồi tụi em cũng đi chơi chung. Tụi em cũng đi chơi chung. Đó, nhưng mà chị hỏi là lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Tại em vì có cái cảm tình đặc biệt gì với bạn này không? Dạ. Cái này là lúc chia tay anh đó, anh này à anh người yêu cũ á thì là có làm bạn với anh này rồi. Thì hai đứa cũng đi chơi. Mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ.
cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi tăng chú cháu không mà, chứ không có gọi anh em. Chú cháu gài hàng liền. Kêu anh em á công gần gũi thì sao? Mình mới đánh, mình đánh đường vòng á anh. Tăng xưng chú cháu không? Nghĩa là cha cháu ơi, có chuyện gì cứ kể cho chú nghe. Đúng vậy, mấy cái bộc bạch hết. Cái mình anh em là nó gần gũi quá. Rồi sao nè? Dạ. Cái xong rồi thì chú dẫn đi chơi. Xong rồi tâm sự. Xong rồi cứ hỏi, nói chung là về cái cuộc sống riêng tư này kia nọ đó. Thì em cũng thiệt thà kể. Kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe. Xong rồi chú tâm sự, chú an ủi. Cái không biết sao, thương. Cháu thương chú luôn. Cháu thương chú. Có nghĩa là, có nói này nè. À, gì? Chú bây giờ mới, cháu mới chia tay người yêu đó. Không biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn này được không? cháu nói vậy luôn đó. Rồi đó chú trả lời chú, sao? Chú gài hàng tôi thì sao? Chú nói chú làm sao? Dạ. Vô mánh chú rồi. Tâm lý chú đã không chết luôn. Đã nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa cái đó là thương hay kiểu gì? Thương hay kiểu giống như là bạn bè hay kiểu gì? Thì cổ cũng không nói. Thì bẵng đâu một thời gian sau là cũng trước khi cưới năm 2019, trước khi cưới là mấy tháng trước á, là trước mấy ngày 30 tháng 4 á, mấy ngày á, thì em cái kiểu đó giống như là em thương quá rồi, em không có muốn giữ nữa. Thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào. Em mới thử gợi mở cổ coi làm sao. Thì em mới giả bộ em nói về một cái người nào đó đó, là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á, kiểu nó đại gì đúng không? Nó đại gì á. Cái gợi mở đi coi tên nè, rồi tuổi nè. Dạ. Dạ, cưới nhau bao nhiêu năm luôn nha. Xin chào, mình tên Phong, năm nay mình 29 tuổi, đã cưới nhau được 9 năm. Này là vợ mình, Lê Nhi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Nhi Lê và hiện tại em 28 tuổi. Và em đang kinh doanh về đào tạo spa và mỹ phẩm Divaline. Thì hiện tại ngày hôm nay em đang có mặt tại đây và tham gia chương trình vợ chồng son ạ. 29, 20 cưới nhau. Quá đã. Vậy cưới nhau dài từ lâu rồi đúng không? Coi như là quen nhau từ lúc còn trẻ, là bây giờ đang đi cùng nhau đến gần nửa cuộc đời đi. Sao cảm xúc của anh như thế nào khi mà ngỏ lời và được đồng ý? Dạ, nói chung là cái gì đến nó cũng bất ngờ hết, nhưng mà đến thì đến rồi, phải chấp nhận thôi. Ở nhà vợ có hay bắt nạt không? Dạ, bắt nạt thường xuyên lắm. Này nóc nhà. Rồi không biết là hai vợ chồng mình có nghe cái bài hát mới của Đen Phong chưa? Mang gì về cho vợ? Đừng mang tiền về cho vợ, đừng mang nợ về cho vợ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hỏi hai chồng với cô Vui ha. Nhi đúng không? Dạ. Nhi hãy dùng 5 từ để tả những tật xấu của chồng. 5 từ? Hoặc là kể 5 tật xấu của chồng. Kể 5 tật xấu. Oh. Dạ có. Kể đồ bỏ tại chỗ, đậu xe. Thì gì nữa ta? Nhìn. Ngủ nhiều. Còn gì nữa? Rồi. Còn gì nữa ta? Còn hình như là chồng em ít có tật xấu. Okay. Dạ. Còn anh chồng có thể bóc phốt vợ ngay tại đây với năm điều xấu tính của này chỉ có là hay cầm ràm này, chỉ có một cái thôi. Thiệt không? Cái này là thiệt. Thiệt là một cái đúng không? Dạ. Ok, mới còn vài nói. Anh ơi, nãy em nói lén rồi chứ còn vài nói. Rồi, bây giờ sẽ là những câu hỏi vui ha. Hai vợ chồng sẽ cùng trả lời coi là mình có giống ý nhau hay không. Dạ. Rồi. Địa điểm du lịch trong nước yêu thích nhất? Nha Trang. Phú Quốc.
Tại chưa được đi mà. Rồi. Nếu là hẹn hò đi chơi sẽ đi ăn nhà hàng hay quán lề đường? Nhà hàng. Nhà hàng. Thích đi chơi xa bằng xe máy hay xe đò? À, thích đi ô tô. Có nghĩa là trả lời luộc đó hả? Ờ, cùng trả lời cùng luộc đó. Ok, vậy hỏi lại đi anh. Rồi, hỏi khác nha. Nếu được chọn đi du lịch nước ngoài sẽ đi ở đâu? 1, 2, 3. Thái Lan. Phú Quốc. Ừ, nước ngoài. Nước ngoài. Anh hỏi lại đi, anh hỏi lại đi. Ok, rồi. Phong cảnh nước nào mà vợ mình thích nhất? Hàn Quốc. Hàn Quốc. Món ăn vợ yêu thích nhất? Bánh mì. Chồng thích đi đâu nhất? Đi nhậu. Đi nhậu. Đi nhậu giả sự kết đó anh. Rồi. Rồi. Bây giờ hỏi thêm một số câu ha. Thì không biết hai bạn có biết sắp tới là ngày gì không? Valentine. Thì không biết là vợ chồng mình đã có dự định hay kế hoạch gì chúng ta? Này là tổ chức party tại nhà. Rồi hai vợ chồng mình có dự định là sẽ... Anh chồng có dự định là tặng cho nhỏ cái gì không? Ồ. Nếu bây giờ mình có, mình nói anh em muốn giữ bí mật cũng được. Ok, okay, cái này để giữ bí mật này. Ok, đến ngày đó nhớ quay clip gửi lên nha. Rồi, hai vợ chồng trong suốt thời gian quen nhau mà cưới nhau đến giờ 9 năm đúng không? Thì không biết có lúc nào chị vợ nhìn lên chồng mà tắm chồng một cái không? Chắc cái này hơi bị nhiều. Dạ có. Lúc mà cách nào em cứ nói anh. Lúc mà đi ra ngoài gọi điện thoại không nghe máy là về là muốn đấm vô mặt rồi. Tại vì cảm thấy lo lắng, với lại ai mà gọi điện không nghe máy là em bực lắm. Rồi, vậy anh chồng, khoảnh khắc nào của vợ mà nhìn thấy mắc cười nhất? Lúc mới ngủ dậy. Rồi, à, có bao giờ mà chồng bị vợ ghen hay giận mà đuổi ra ngoài ghế sofa ngủ chưa? Dạ chưa. Rồi hai vợ chồng có hay giận nhau không? Ít lắm không? Chị vợ hay giận chồng? Dạ có hay giận. Giận khoảng 1 tiếng, 2 tiếng xong lại hòa. Nhưng mà hòa là âm dỗ hay là tự hòa? Chung cả hai, cả hai đều hòa. Lùi lại một bước. Dạ. Rồi có bao giờ anh chồng mà kiểu đi năn nỉ vợ rồi kiểu như là gà đập nhẹ nhẹ có không? Có chứ, có. Ok, rồi. Kỷ niệm nào đẹp nhất của hai vợ chồng? Kỷ niệm Du lịch Thái Lan. Dạ. À, nãy nghe nó đổ xe là anh mình đổ xe gì ha? Dạ, em xe mua là xe con nào cũng đổ. À, nhưng mà đổ phong cách nào không? Em là làm, nói chung từ ngoại thất đến nội thất là mình mua về là mình hay đổ luôn. Là xe hơi hả? Dạ đúng. Dạ, xong là làm kiểu mobile home hay sao? À, không, ví dụ như về là ghế rồi mình thay màu sắc hay là chất liệu như mình mong muốn, rồi mâm xe thắng hay gì đó là mình đổ lại. Rồi chồng đổ xe vậy vợ chứ ưng không? Dạ không. Rồi, bởi vậy không ưng xong rồi em mua luôn một con full option luôn cho khỏi độ. Chứ mỗi lần độ nó cứ lắc nhắc rồi kêu em trả tiền, em bực lắm, nên là thôi cho hẳn một con full option luôn. Khỏi full option đúng không? Thì chắc sau này sẽ có. Nói chung là xe thì con nào mua về có full, cỡ nào full cũng phải, cũng có đồ chơi hết á. Rồi ok, xin cảm ơn hai chồng chứ. Dạ. Các anh chị ơi, cho em hỏi là có bao giờ mà chị muốn đánh đồng? À dạ có. Cảm giác nào cũng chịu có thể à, là kiểu ngồi cái bên là mấy bạn nhỏ nhỏ đó kiểu ngồi khi ăn cái ngủ mò đó, cái ảnh cũng sửa soạn cho đẹp trai kiểu vậy á, ý là cũng sửa soạn lại nhìn anh ngầu thôi kiểu vậy đó cho người ta thích thêm kiểu vậy đó. Tôi muốn, tôi còn muốn giấu nhậu một cái vậy xem mà đưa mình thân giờ giá người là sang go out hai bé đi chơi với con mấy cặp mò cua.
như chồng bạn giống một người nói yếu thì chị nghĩ là chồng bạn giống ai nhất? Giống một người nói chiếc hả? Harry Styles One Direction. Kiểu cái tóc á, kiểu cái tóc nè. Tại vì cái tóc nếu cho nên là nếu như mà giống người nói chiếc. Ok. Chồng chị có biệt tài gì không? Nó ăn giỏi. Nó ăn rất là giỏi luôn. Tây có, Thái có, Việt thì có một chút nhưng mà chung anh nói Việt một chút nhưng mà Thái Tây. Chị để cho em biết một món ăn mà chồng có thể ăn liên tục hết kỳ này của ngày khác. Sầu riêng. Sầu riêng. Một ngày có thể 2-3 trái luôn, đó là điều mà chị còn không ngờ tới. Nữa. You love sầu riêng. À, không còn muốn luyện, có nghĩa là đi chung với chị rồi. À, vừa nhà anh hai chị có cái sầu riêng kiểu tự nhiên á, cái anh thử ăn xong rồi từ đó anh ăn là tới mùa là cứ ngày 2-3 trái là ít nhất khoảng. Chị với chồng có hay cãi nhau không? Không. À, kiểu chị có giận hoài à, nhưng mà giận là anh nghĩ hoặc là làm cái gì đó là rồi dụ mình không thì nó có cãi lộn. Lấy cái này. Chị giận hả? Giận hả? Hay chọc lắm, kiểu đi ra ngoài đi chơi thì nói là anh đi karaoke hư hỏng nha, kiểu vậy đó, nói vậy luôn cho mình chọc mình xong rồi không có đi rồi. Đó là chồng chị có hay nói anh yêu em không? Dạ, nếu mà có thì xảy ra trong tình cảm nào? À, ông nói là hay nói là anh thương em hoặc là anh thương em nhất trên đời. À, những lúc là kiểu hai đứa ngồi chung như này, cái đầu thấy mình ngồi mình trong em bé á, cái thấy mình mệt á, anh thương em lắm, anh thương em nhất trên đời kiểu vậy đó. Charlie, kêu Charlie được rồi. Charlie? Yeah. Okay. Which topic do you want to start whenever your wife started to sing? What topic would I like to stop when my wife is talking? I mean, there's no topic I don't mind her talking about, to be honest, but generally if I say I'm going to go do something, I'd like to be able to just go do it. Without you talking too much. But. Yeah, after already and you talk too much. One the truly absolute or something you have about your wife, can you ask? Something that my wife does. Yeah, something cute. Truly absolute, a simple life. Something you use. You always, let's see. Yes. I'm not too sure, to be honest. Keep going. She looks smart, huh? Yeah. Young and all the time. Giận anh, giận. Mắt ẹt á, kiểu giận á, giận hơn á. Cứ nói là em giận anh rồi đó, rồi đi ra sao vậy đó. Để ổng theo theo vậy đó. That's some crazy thing. Something crazy your wife wants to do, doing every time. Something crazy that my wife does all the time. Yeah, just mad at me. She's always mad at me. Yeah, like, I'm mad at you. One day she won't talk to me for like one day or something, and then I'll come home and she's very sweet. Or she'll call me and say, Anoy, and I'm hungry. I'm hungry, buy this for me, buy that for me. I say, okay, no problem. Okay. If you have a chance to share something in your wife's body, what do you want to change? I wouldn't change anything. I wouldn't change anything. She's perfect already. Three good things and two bad things about your wife? Three good things? Three good things, three bad things? Okay, well, we'll start with the good things. Good things, I think she's so sweet. Okay, she's very sweet. She's very thoughtful. Okay, she always thinks for us. And she's, I guess at the same, she's selfless. She'll do anything for our family.
We have a family now, so she'll do anything for us. Three bad things? She's very jealous. So jealous. Yeah, she's jealous. She always wants to be by my side. But it's understandable. She always loves to be next to me. But I can understand that. And I think that's it. I think that's all the bad things. Can you tell me about your wife's shoe size, her clothes size? Shoe size and clothes size. Your shoe size, probably a 5. Shoe size 5. I go off the UK. I'm from the UK, so the sizing is a little bit different. No, wait, you only go buy food with me, but like, is it there? Do everything you want. And anything. Clothes size, I think there's not one clothes size. Generally, we go together, and I just say, okay, you can try that on, and I look and say, okay, looks nice. You can see S, L, or M. What's your favorite flower? Favorite flower? I think favorite flower maybe lilies. Yeah, I'm sure 100% your favorite flower is a lilies, right? Yeah, rose. I always give roses. Yeah. Lily, but I always give rose. Ah. Không biết tại sao nó cứ đi ông này là gì đó. Mình thích cái đó một cái kia. Okay. 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 No plan yet. Yeah, normally closer to the time, we'll find out what her family are doing and then kind of base our plans off of that. So we'll either spend it in the countryside with her mother or maybe in the city with her brothers and sisters. But just closer to the time, we'll find out about that. Yeah, because of the shell.